Mình là Toàn Amigo, hôm nay xin giới thiệu với anh em một mẫu phơ tầm trung của hãng Moer, GE200, đàn anh của Moer GE100. Thì trên tay mình đây là con Moer GE200, thiết kế phần kim loại nhìn rất là chắc chắn. Mấy cái nút này thì bên mình gắn lên thêm thôi. Xin giới thiệu với anh em sơ về những cách thức hoạt động cũng như setup tiếng và cách làm tiếng và sử dụng những chức năng trên Moer GE200 này một cách cụ thể nhất. Đầu tiên là mình ở phía sau mình sẽ có đường Awin này để mình có thể mình chơi kết nối với lại điện thoại hoặc thiết bị thu phát của iPad hay bất kỳ gì đó để mình quýnh backing jack thông qua này, và mình có Expression 2 này để mình có thể mình connect thêm một pedal volume bên ngoài hay một thiết bị anh em cần thiết để mà chơi chung cái này. Chẳng hạn mình muốn gột hoa baby của Slash, Jack White hay Joe Satriani hay John Petrucci, anh em có thể connect thành USB 2 này, một đường in vào của guitar, stereo 1 và mono 1 và stereo là hai jack đây ha. Ở đây mình sẽ có thêm một cái nữa của headphone, mình ghi vô đây. Ở đây là một đường USB để mình có thể connect với lại PC máy tính, mình có thể làm tiếng và mình update những cái firmware mới nhất của hãng chẳng hạn. Ở đây mình sẽ có nguồn, nút nguồn vào nó là 9V DC 0,6A. Thì đối với Moer GE200 của mình sẽ không có công tắc nguồn, cũng giống như đàn em của nó là Moer GE100. Thì anh em muốn tắt nguồn thì chỉ còn cách là rút điện ra thôi, không còn cách nào ha. Rồi, bây giờ đầu tiên nhìn trực quan vào GE200 thì anh em sẽ thấy là có hai cái núm nút đen đây. Đầu tiên bên đây nó là núm Master Volume, này là cái âm lượng tổng của MG200. Ở bên đây là cái nút value, giá trị để mình chỉnh những cái thông số sâu bên trong. Thì nút này thiết kế rất là mình có thể sử dụng nút này rất là nhanh gọn ha. Mình thay thế mình vừa xoay và nhấn xuống, còn master thì mình chỉ là xoay thôi. Mình có ba cái nút đạp đây, thì để mà chuyển tiếng băng hay bất kỳ gì đó anh em sẽ đạp như nút này lên xuống ha, lên xuống này. Còn nút đây là nút Control Tab. Control Tab này là mình gá những cái effect thì mình sẽ setup nó thông qua cái nút Control Tab ngay tay mình vậy. Thì cái này tí mình sẽ nói sao. Ngoài ra mình sẽ có là ở đây nó sẽ có là ghi cái chữ reverb và cái half speed này thì để sử dụng trong lubber của hai nút này, thì mình sẽ nói sao vấn đề này. Và cái này, nút bên đây thì mình sẽ có là nếu mình đạp đồng thời đây là lên thinner. Anh em lên thinner đây. Rồi trong thinner này mình sẽ được quyền chọn là mute hoặc là thu bypass ha. Thì anh em sẽ sử dụng cái nút này, enter vào, nó đang là mute. Mình chuyển qua bypass có nghĩa là ra, lúc mình lên dây thì nó ra thẳng tiếng luôn. Nhưng mà thường mình để là mute để có giả sử mình quýnh hay gì nó không nghe tiếng lúc mình đang diễn thì nó sẽ hay hơn. Ngoài ra bên đây nó sẽ có cái tần số để mà mình lúc mình lên tần số chuẩn của người ta là 440 Hz. Thì anh em muốn thay đổi thì vẫn có thể dặn qua đây. Dặn qua, enter qua, dặn qua đây để thay đổi. Rồi. Cái phần này là của thinner. Rồi tiếp theo mình đây hai nút này là của lubber. Nếu anh em đạp vô đây, ok, đạp vô đây thì nó sẽ qua lubber. Lubber là để mà mình thu á, thì trong đây mình sẽ nói về cái sẽ dành một cái clip dành riêng về lubber và một số chức năng khác thì mình sẽ nói về cái clip riêng. Rồi. Ngoài ra mình sẽ thấy nó có một cái chuỗi effect này. Cái chuỗi effect này gồm là 9 effect, cái chỗ effect khác nhau. Trong đó mình có đây là compressor này, and wah-wah pedal nữa đây. Mình có đây là distortion và override. Và đây là amplifier, đây là cabinet. Bên đây của mình có là noise suppressor. Ở đây là EQ, rồi mình có là equalization đó. Ở đây là modulation. Và mình delay, reverb. Ở đây và một cái này thì mình là của trống. Thì đối với Moer GE200 mình sẽ có tối đa một cái tiếng mình được tạo ra từ chính cái effect khác nhau. Anh em có thể bật lên hết chính cái effect này để tạo ra một cái sound tiếng ngành riêng cho mình. Nó sẽ nhiều hơn đối với GE100 cũng như một số dòng khác, giả sử của dòng Zoom, giả sử G1X Lon thì nó cho mình max nó là 5 thôi. Cái này nó được là chính. Thì bạn này muốn bật tắt những effect này chỉ cần muốn cái nào thì nhấn vào lúc đèn sáng lên, có nghĩa là có, giả sử mình nói nhấn lên, nhấn lên, nhấn lên, nhấn lên là có. Đấy, là cái chuỗi chính effect của mình.
ở đây mình không thích cái nào đó thì mình giả sử tôi bỏ cái compressor này đi, bỏ cái này đi, bỏ cái này đi chẳng hạn, muốn cái nào thì mình nhấn vào, nhấn cái thứ hai nó sẽ mất thôi đó. Rồi, ok rồi mình quay, nếu quay về cho màn hình chính thì anh em nhấn chữ play nó quay về màn hình chính cho mình ha. Rồi ở đây mình sẽ nói về cái nút play này, thì nếu mà anh em làm bất kỳ thao tác gì muốn quay về cái giao diện chủ của nó thì chỉ cần nhấn cái nút play này. Một cái nút tiếp theo đó là nút system. System thì anh em vào đây, thì đối với anh em mà đã biết rồi thì có thể vào đây để tinh chỉnh những cái sâu hơn, còn giả sử như anh em newbie gì thì những cái mục này có thể không cần thiết anh em phải biết quá nhiều. Mình sẽ nói sao về những cái mục này, tính năng từ mục này, giả sử nút reset exit mode hay bất kỳ gì, input level gì, những cái này mình sẽ dành một clip sau để mình nói. Ở đây mình sẽ có là nút save. Nút save này để làm gì? Để lưu lại những cái thay đổi chúng ta đã hiệu chỉnh và cần lưu lại thì nhấn nút save này. Một cái nữa là tiếp theo là nút change. Change này là để thay đổi cái này, cái đường đi tiến theo như mặc định của nhà sản xuất. Đối với đây là mình sẽ có là FX qua distortion, qua amp, cap, reverb, delay, modulation, EQ, noise gate. Bây giờ anh em không thích, anh em có quyền thay đổi chẳng cái vị trí của nó. Tất nhiên đối với những anh em đã có kinh nghiệm sử dụng hoặc là có một hiểu biết về cái đường đi thì mới có thể thay đổi. Còn nếu như anh em đi qua thì nên để reset của nhà sản xuất. Mình nói giả sử bây giờ muốn thay đổi thì như thế nào, anh em chỉ cần ở đây giả sử mình muốn là cái reverb này nó nằm sau cái amp mới tới cái cabinet ha. Rồi, mình muốn thay đổi như thế, mình dặn là reverb đây, enter xuống nút màu đỏ, sau đó mình chỉ xoay đi, đây là xoay tới ngay vị trí này, enter là có nghĩa là amp xong rồi tới reverb. Bây giờ cái cabinet này mình muốn cái là nó đặt sau cái reverb này thì ok, mình sẽ đổi cái delay đó chẳng hạn, thì anh em chỉ cần dặn xuống, ok, dặn qua bên này để đây, enter. Đây là có nghĩa là amp xong mà tới reverb qua cabinet này. Nếu như cái tiếng mình cần xài những cái đó những hạn thì anh em biết về cái này thì mình mới hiệu chỉnh, còn nếu không anh em cứ để theo trạng thái là reset của nhãn sức. Rồi ok, cái đó là về nút change. Và một cái nữa là nút control tab. Control tab này để làm cái gì? Để gá cái effect của cái nút này. Bây giờ giả sử như là cái tiếng của mình. À đây, cái tiếng mình, giả sử mình lên cái tiếng cho anh em nghe cho nó dễ ha. Đây, giả sử đây tiếng clean mặc định của nhà sản xuất. Đó này như thế này. Bây giờ mình muốn gá cái chức năng của cái nút này là trạng thái gì, giả sử đây mình để mặc định. Đây, mình nhấn, lúc mình nhấn cái nút này lên thì cái effect delay cộng với lại cái distortion override này lên thì chúng ta sẽ ra một tiếng khác. Giả sử mình cần tiếng clean, tới lúc mình đang nhấn tiếng clean này. Bây giờ anh em muốn là tới quấn tiếng clean mình mình đạp qua kia, mình cần cái tiếng override distortion vào thì mình giả sử mình chỉ cần sử dụng cái tính năng này, mình gá một cái thì là delay lên cộng thêm với lại distortion vào. Thì muốn gá chức năng này như thế nào thì anh em chỉ cần là vào cái control này ha. Đây, vị trí này, enter vào. Thì mình sẽ gá đây. Giả sử nào mình chọn là của distortion và delay. Thì anh em không thích chọn cái đó thì anh em chọn cái khác. Giả sử mình muốn, đây là một cái chuỗi này, mình có thể chọn được 9 cái khác nhau trong cái chuỗi này. Mình muốn là FXCom muốn cái nào đó thì anh chỉ cần là nhấn ở đó là sẽ có. Giả sử mình chọn delay và chọn cái distortion này. Ok, rồi quay cái ra. Thì lúc trạng thái bình thường nó sẽ như thế này. Lúc mình đạp cái nút này lên, ok, thì nó sẽ thêm cái distortion cộng với này. Đó là một cái nút control tab này để mình sử dụng cái chức năng đó. Còn anh em muốn gá thêm, giả sử mình mình cần thêm cái EQ lên, mình cần thêm cái modulation gì đó thì anh em cứ gá thêm vào, nó cho phép mình tới 9 cái luôn mà. Và cái đó về cái nút control tab này. Rồi một cái tiếp theo nữa mình sẽ nói về cái nút này, nghĩa là expression ESP này, nó là khá, lúc này khá là hay. Thì để chức năng này ESP để mình set cái pedal volume, cái pedal này là cái gì. ESP 2 này thì mình không quan tâm ha, mình quan tâm với ESP 1. ESP 2 này khi nào anh em connect với lại một cái bên ngoài thì mình mới set cái ESP 2. Còn nếu không mình chỉ cần là quan tâm ESP này. Thì để set nó anh em phải nhấn vào đây. Rồi, mình sẽ kéo cái ESP và ESP2 và ESP volume.
SP volume thì giống như mình muốn cái min cái max của cái này bao nhiêu thôi. Mình không muốn là min nó là giả sử về 20 hoặc là lên nó chỉ 80 thì anh em có thể vào đây và xét thông qua cái nút này. À, còn nếu không muốn sử dụng cái này thì anh em vào đây ESP. Rồi, mình vào đầu tiên xét nó mình sẽ xuống là cái cabinet brake. Enter. À, cái cabinet brake này ok, mình xin lỗi, mình vào đây lại. Cái cabinet brake này mình vào đây. Thì mình muốn xét nó, anh em sẽ min ở trạng thái min đây là pedal mình sẽ đạp lên đây vị trí này, click to accept qua đây smart là đạp xuống vị trí này, ok click to accept. Bây giờ tới vị trí này là nó ghi là click to accept fresh, có nghĩa là anh em nhấn xuống nè, nhấn giữ và nhấn luôn lúc này hai cái rồi ok. Khi lúc nó thoát ra này có nghĩa là anh em để ở đây nó có một cái switch ở dưới, có nghĩa là công tắc á, anh em nhấn xuống là SEB sáng nè, nhấn cái nữa tắt, nhấn cái nè tay mình đè tắt sáng, có nghĩa là có tác dụng rồi ok, có nghĩa là mình đã setup được cái này. Bây giờ mình muốn nó là cái gì thì mình sẽ vào mình setup thêm. Có nhiều anh em thì sử dụng muốn cái này chỉ là cái volume, không muốn cái gì ngoài cái chuyện đó, thì mình thấy tất nhiên cái đó là nhu cầu của tùy anh em, và mình thấy tùy theo cái băng tiếng mình muốn xét nó là cái gì thì nó là cái đó. Ví dụ cái tiếng này nó đang là volume, cái tiếng sau nó là bidan của reverb hay một cái gì đó thì mình sẽ xét. Cái này nó khá là hay. Giả sử bây giờ muốn vào xét ha. Đây. Bật lên, có nghĩa là này lên. Anh em vào đây, vào SP và mình chọn cái function. Function này có nghĩa là mình sẽ chọn được cái bidan này, nó điều khiển được hết tất cả những cái effect trên dải này. Điều khiển một cái đồng thời luôn hoặc là độc lập riêng lẻ vẫn được. Bây giờ mình sẽ chỉ nói về cái volume cho anh em cho nhanh gọn. Đối với cái tiếng này nó đang tạo từ amp, cabinet và reverb thôi. Bây giờ anh em muốn cái tiếng này nó là mình điều khiển cái volume, mình chỉ muốn là bật lên nó là mất ha, nó im, mình xuống là cái volume thì mình sẽ điều khiển, có nghĩa là điều khiển cái amp thì anh em phải dặn qua cái amp ha. Dặn qua cái amp đây, cái nào có cái amp đây, đây là cái amp ok, dặn qua đây là cái amp bên đây thì mình sẽ chọn, nhấn xuống dưới đây mình chọn cái này cái gì của em, mình chọn nó là đây master là cái tổng của nó ha, mình chọn cái tổng của master thì có nghĩa cái này nó sẽ là master, anh em enter rồi sau đó vào đây nè qua cái em đây cái master ngay tay mình chỉ đây cái volume đây có tác dụng ha. Lúc này là nó chỉ là cái tác dụng của cái volume pedal, bây giờ mình để luôn vị trí này nó sẽ không nghe tiếng ha, lúc mình đạp xuống đây là sẽ lên tiếng. Mình đặt đây là lên tiếng. Mình nhắc đây thì có nghĩa cái volume này nó chính là sử dụng cho nó là volume. Bây giờ anh em muốn điều khiển nó là volume cộng đồng thời những chức năng khác luôn thì mình sẽ chọn một cái mục khác, anh em sẽ vào đài tiếp và mình ESP và mình xuống cái mic enter ok. Nó kêu mình theo ba bước này rồi enter một phát nữa. Thì bây giờ mình sẽ chọn nó là gì? Mình muốn nó là một cái lúc cái master này lên thì cái giả sử master này lên mình muốn cái reverb nó lên chẳng hạn. Ok, mình sẽ muốn cái quay vào reverb này lên. Đây, mình vô đây. Bây giờ mình muốn ở trạng thái này. Ở volume này thì cái level của cái reverb này nó chỉ nằm ở mức 15. Rồi ok. Sau đó mình đạp này xuống, mình muốn nó lên nè, anh em thấy lúc nhận thì nó sẽ có cái dòng màu vàng lên nè, mình muốn nó lên là 50, giả sử lúc mát này thì cái level của reverb này lên 50 ok. Đồng thời mình muốn cái tone này lúc lên cao thì cái tone này sẽ giảm xuống thì ok, giảm xuống anh em nhấn vào đây nhã này lên thì mình muốn giảm xuống nó lúc ở trạng thái min nó là 20, lúc lên hết lock nè đây lên 50 thì cái này nó chỉ lên cho tới mình tầm 40 thôi chẳng hạn. Rồi ok, đó là xong. Và mình muốn giả sử cái decay này, mình muốn cái decay này lúc lên max thì cái này nó sẽ ở cái tầm ít thôi thì anh em cứ dặn qua đây giảm xuống đây. Ở đây là min thì mình cho cái này giả sử nó là 17, tới lúc lên max thì mình cho nó lên là 60 chẳng hạn. Đây thì anh em sẽ thấy nè, nếu nè đây nào, mình đạt đạt có nghĩa là mình điều khiển được đồng thời ba cái luôn đó. Ba cái này thì nó sẽ tạo ra cái sound như thế nào? Bây giờ mình nói đang ba cái này mà nếu cộng một cái amp này nữa là cái amp này nãy mà mình cái tiếng bên đây mình chưa có nè, bây giờ mình muốn xét lại cái tiếng này. Đây,
mình muốn đây là min thì cho cái này nó về là giả sử là cái tiếng nó nhỏ thôi, nó tầm khoảng cỡ 40 nó xong nhỏ hết ha. Rồi ok, giờ mình muốn lên hết đây thì cái tiếng này nó sẽ lên là mắt chẳng hạn. Ok, thì có nghĩa như thế nào, lúc mình đạp về tiếng hết thì nó chỉ nhỏ như thế này thôi, mà lúc mình đạp lên hết đó thì nó sẽ lên vậy. Thì anh em sẽ thấy nếu mình để ra reverb thì thấy nè, lúc mình đạp về đây thì cái level reverb nếu mà nhỏ thì nó sẽ như thế này. Bây giờ mình muốn lên nè, lúc mình đạp lên hết nè, ba mức này nó sẽ lên theo ha. Đó, đó là về chức năng của XP này. Còn nếu anh em chỉ muốn nó là volume thì mình chỉ làm volume, mình bỏ những cái này đi, mình qua bên đây mình làm volume master này thôi là xong, là chức năng của XP này là xong rồi. Ngoài ra cái nút tiếp theo quay về đây ha, về đây là cái ray này là của chỉnh điệu trống, anh em nhấn vào đây thì sóng trống sẽ lên. Cái này nó đang mặc định của metronome, mình muốn trống thì mình đổi sang trống, đầu tiên là trống ha, chọn điệu ha, giả sử đây là chỉnh trống, mình muốn chọn điệu thì ở đây nhấn xuống lên màu vàng là chọn điệu khác nhau. Đó, có mấy chục điệu mình chọn, mình thích qua cái tempo thay đổi thì qua bên đây đổi tempo, mình muốn cái volume lớn nhỏ gì qua đây đó, mà muốn nhấn tắt thì nhấn tắt vậy thôi. Nhấn tắt, nhấn đây mới tắt, mình xin lỗi, rồi nhấn nó là tắt rồi. Bây giờ mình sẽ nói về cái tiếp theo, mình nói về cái cách làm tiếng. Thì làm tiếng đó đối với MG200 thì preset của nhà sản xuất từ B01 tới B150 là của nhà sản xuất, và từ B151 tới 200 là đang empty để dành cho user, người dùng có thể xếp qua đó. MG200 của mình có thể set tiếng và điều chỉnh và lưu lại chồng lên cái tiếng của nhà sản xuất, còn đối với GN100 thì không cho phép chuyện đó. Thì anh em có thể, nếu anh những anh em newbie thì nên làm tiếng. Cách dễ nhất là hãy dựa vào những tiếng preset của nhà sản xuất và chỉ tinh chỉnh lại thì mình sẽ có được cái sound hợp ý theo cái của mình. Còn nếu anh em đã có kinh nghiệm làm thì có thể biết được đường đi của tiếng phải làm như thế nào, thì điều đó là nó đơn giản rồi. Còn mình nói về những anh em giả sử không biết gì mới sử dụng á, thì giả sử bây giờ mình mới mở lên cái tiếng đầu tiên của nhà sản xuất, cái tiếng nó như thế này. Rồi, mình sẽ nói về cho anh em cách làm. Đây là về cách làm tiếng mình. Mình thấy cái tiếng này clean nhưng mà mình muốn nó là mình thay đổi tí xíu để cho nó hay hơn chẳng hạn. Thì đối với cái tiếng clean này, nó được tạo ra, cái tiếng squeaky này nó được tạo ra từ đâu? Được tạo ra từ amp, cabinet và reverb, chỉ có ba thông số này thôi. Còn anh em muốn thêm vào chẳng hạn, tôi thêm delay, thêm này kia thì mình sẵn sàng mình thêm thôi. Giả sử bây giờ mình nói ngay chỗ vị trí amp này, mình coi nó đang sử dụng amp gì, mình nhấn vào đây. Thì đây nó đang sử dụng là cái amp số 2 này, anh em có thể thay đổi ha, dựa vào cái này dạng này lên, rồi ok enter xuống. Thì đối với MG200 này nó giả lập em cho mình tới mấy chục cái em, lượng 50-60 gì đó mình không nhớ rõ lắm đây đó. Thì anh em muốn em nào thì mình sẽ sử dụng em đó. Anh em dặn giả sử nãy nó đang sử dụng em 2, em số 2 này thì nghe cái tiếng nó như vậy, mình không thích mình chuyển về cái em số 1, mình không thích nữa mình chuyển qua em khác. Thì những amp này là amp clean. Còn thí dụ mà giả sử mình muốn amp metal bất kỳ gì đó, mình sẽ, anh em cứ dặn qua thì sẽ có những amp khác. Giả sử amp này, đây là G800 và G900 đó. Thì cái cách làm nó rất là đơn giản. Anh em muốn cần tiếng clean thì mình mới chọn những cái amp nào mà nghe tiếng clean. Ok, giả sử mình nói cái amp này là clean. Rồi, trong đây mình muốn điều chỉnh những thông số, giả sử mình muốn tăng cái gain này lên một tí xíu chẳng hạn, thì anh em chỉ cần dặn qua enter xuống cái nút vàng hiện lên là mình sẽ xây được gain lớn nhỏ, và mình điều chỉnh được cái thông số bass, treble, middle, fret và cái master của cái em này theo như cái dựa vào cái đàn của cái sở thích của mình. Rồi, giả sử mình đã ok rồi ở trạng thái em này, thì cái mình chuyển sang cái cabinet này, thì anh em nói này là cái loa đó, củ loa ra, thì anh em cứ chọn những củ loa khác nhau, mình muốn thích cái nào đó thì mình cứ chọn ha. Giả sử vậy. Rồi bây giờ mình muốn là thêm delay vào, giả sử đây chưa có delay nè, đây chỉ có reverb thôi, nó đang sử dụng trạng thái này, mình muốn delay, nhấn thêm delay vào. Thì delay nó, mình muốn thêm delay vào, mình chỉ cần, nó có mấy chục, nó có rất là nhiều cái delay để mình chọn. Giả sử mình chọn delay nó là digital, ok.
mình muốn cái clever nó lên tí, cái feedback lên miếng, cái thời gian là ấy, thì anh em chỉ cần dặn cái này lên mình sẽ biết được cái sound nó thay đổi như thế nào. Rồi giả sử mình cho cái thời gian này xuống nè, anh em sẽ không thấy cái độ dài cái thời gian này ra nữa không. Đó, mình lên đây, giả sử cái feedback này mình lên nè, lên nhiều nè thì nó sẽ khác, nó sẽ dài ra đó. Thì anh em thích cái kiểu nào đó mình cứ làm theo kiểu đó. Giả sử cái sound này đó, cái này là mình đã tạo ra được một tiếng clean theo như của mình thích. Bây giờ anh em muốn là tiếng chorus vào chẳng hạn thì mình có thể cho cái modulation này lên, hay có Anna chorus thì anh em sẽ nghe tiếng ra khác liền. Đó chẳng hạn, thì tới lúc đó mình cứ thêm vào thì mình sẽ ra được cái tiếng của mình thôi. Rồi mình nói giả sử cái tiếng này anh em đã tạo ra được cái tiếng này, mình thấy như vậy là ok, mình cần lưu lại thì chỉ cần nhấn save. Bây giờ nó sẽ cho phép anh em lưu chồng lên cái tiếng của nhà sản xuất, anh em muốn lưu chồng thì chỉ cần nhấn enter nữa là sẽ lưu. Và còn nếu không muốn thích lưu ở B01, mình muốn lưu ở những chỗ khác, mình muốn là lưu ngay chỗ vị trí empty trống để dành riêng cho mình. Giả sử mình chọn nó là 160 ở B160, rồi ok, cái tiếng nó là Sweety thì mình cần muốn nó thay đổi tí xíu, mình nói là Sweety 01. Rồi ok, mình chỉ cần thêm số 0, thêm 1 vào, nhấn đây, rồi ok, nhấn save. Đó, có nghĩa là nó sẽ copy cái tiếng từ B01 của mình, nó sang B160 của mình rồi. Có cái tiếng đó. Bây giờ mình sẽ chọn cái chức năng giá của cái nút này là cái gì. À, mình sẽ vào Control Tab này. À, mình muốn nó là, à, xin lỗi này, hồi nãy là 160 ha, 160 đây. Mình vào Control Tab này, vào đây thì mình chọn cái chức năng của này nó là cái gì. Giả sử của distortion và của cái delay này có rồi. Đó, giả sử mình bỏ cái này, bỏ cái này, mình chỉ chọn nó là của thêm cái distortion override vào thì trạng thái bình thường nó là vậy. Bây giờ mình nhấn cái nút này lên thì nó sẽ thêm cái distortion lên, thì nghe cái tiếp. Đó, là mình sẽ thêm được cái nút Control Tab này. Đó, anh em cần thì mình sẽ thêm cái đó vào. Rồi sau đó mình muốn sử dụng cái gì, cái ESP này nó đa là cái gì thì anh em muốn sử dụng nó. Chẳng hạn hồi nãy mình đang xét sẵn nó là cái master volume này, thì nó là master volume. Còn nếu mà anh em muốn những cái khác thì mình có thể xét để thông qua cái này. Cái đó chỉ là một ở cái mảng tiếng B160 thôi nha. Rồi tiếp theo là giả sử mình cần làm thêm một tiếng này, mình có tiếng lên rồi, bây giờ mình sẽ sử mình cái tiếng này của nhà sản xuất này. Rồi tiếng 11. Tiếng này mình thích rồi, mình cần điều chỉnh thêm một cái gì đó, mình bỏ cái EQ này đi. Rồi mình muốn save lại, anh em lại nhấn lại. Hồi nãy mình ở lưu ở 160 rồi, mình muốn đứng gần cái hồi nãy mình mới mua cái tiếng lên kia, mình cho nó là 161. Nó đang đặt là best time, giờ mình thích thì mình best time thêm một cái gì đó hoặc là cái tên gì thì anh em tự lưu theo cái thích của mình ha. Giả sử mình đặt như thế này, mình save thì mình đã có cái tiếng này. Đó. 160 nó đang là trạng thái này, trạng thái clean này. Nếu mình bật lên, bật nút Control Tab thì nó sẽ ra được một tiếng khác nữa. Mình muốn chuyển qua cái tiếng 161, ok, nhấn bằng này. Rồi thí dụ mình thấy hai cái tiếng này nó giữa 161 và 160 nó không cân bằng nhau, một tiếng lớn hơn một tiếng nhỏ hơn, thì mình muốn là căng lại hai tiếng để cho nó bằng nhau, thì lúc mà mình chơi mình muốn chuyển băng nó sẽ ok. Thì ở trạng thái anh em sẽ thấy nhìn cái góc cuối trên đây, mình muốn nhấn vào, chỉ cần đè vào đây thì cái màn hình này sẽ thành màu trắng ha. Thì trên đây, vị trí trên đây nó đang là 100, volume nó 100 thì anh em chỉ cần dặn lại trên đây. Rồi ok, mình chỉ cho nó ra 70% thôi. Đó, mình 70% của cái tiếng B160 này thì anh xong rồi, anh em sẽ nhấn save lại. Ok, nhấn save lại, nhấn rồi hiện qua đây thì mình coi một soi 161 160. Giả sử ok tương đối thì anh em sẽ để. Còn cái volume master này là cái tổng của hai tiếng ra,
Nếu mà giả sử mà chú sao men nào mà để mình mà cái tiếng hơi hơi ít một tí xíu thì anh em chỉ cần dặn cái này lên một tí xíu là nó sẽ bành bung liền. Giả sử đây. Lớn ha. Đó, ok. Cái master này nó là như thế. Rồi một cái nữa, sau khi đó là về cái cách làm tiếng thì anh em cứ coi theo tiếng của nhạc sức, 150 tiếng nhạc sức thì mình chỉ cần tinh chỉnh một tí xíu là mình sẽ có ra được một cái tiếng ưng ý của mình, dựa vào cái style của mình chơi, mình cây đàn mình sở hữu là cái gì, sử dụng pickup là gì chẳng hạn, thì nó không có gì là quá khó cả. Anh em cứ tự căng theo cái tiếng của mình thì nó sẽ rất ok, control được cái con người E200 này thì nó sẽ có rất là nhiều cái thú vị. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ nói về chức năng looper. Anh em sẽ nhấn vào đây. Enter vào đây, looper. Mình sẽ thấy nó đang để là cái tiếng nè, B160 SWIFT01 của mình hồi nãy. Thì bây giờ mình muốn looper chỉ cần nhấn lúc này là sẽ thu thầu cho mình record. Từ đó mình cần ngưng nhấn lại thì nó sẽ phát lại đầu cho nghe. Mình muốn thoát ra ngoài để mình chọn cái tiếng mình solo. Mình giả sử xin lỗi, nhấn rồi mình dần qua 161 rồi mình giả lưu vô lại rồi ok. Đó là cái tiếng mình muốn quýnh chồng lên chẳng hạn, mình muốn xô double, nhấn thêm một cái nữa thì nó double các bạn. Mình muốn dừng lại thì nó là như thế. Còn mình muốn mà half speed này là một nửa cái tốc độ, như đây thì nó còn là một nửa tốc độ mà. Và mình muốn là nó phát ngược về thì cái reverb này đây nó phát ngược về cho anh em. Lúc mình reverb on này nó phát ngược về, nhấn lên thì phải đi lên. Half speed này là một nửa cái tốc độ thì nghe tiếng nó rất là kỳ, hơi kỳ đó. Nó giảm về anh em thấy nó chậm ha. Ok, còn nếu mà mình muốn xóa đi nhấn giữ clear mất rồi quay về trạng thái ban đầu. Ok, GE200 nó chỉ có nhiêu đó. Thì anh em clip sau mình sẽ nói về cái cách thức connect với lại PC máy tính và một số làm về làm tiếng của giả sử như của Slash, Kết Cobain hay John Cyanide gì đó thì mình sẽ hướng dẫn ở những clip sau, cũng như sẽ có một số cái review khác về những dòng sản phẩm khác. Thì anh em cứ nếu mà thấy hữu ích thì cứ like, share, comment trên YouTube ha. Hoặc là có bất kỳ câu hỏi nào cứ comment vào lên YouTube thì mình sẽ cố gắng giải đáp trong cái mức độ hiểu biết của mình cho anh em. Rồi, ok, cảm ơn anh em. Hẹn anh em ở những clip sau. Tạm biệt.